Hello mọi người, thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục về Marvel Victory Saga. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục những màn tiếp theo.
mới độ khó rồi. Hoàn thành luôn, không còn cái nào khác nữa rồi, hoàn thành.
hoàn thành. Màn 91 đó là phải để vượt qua cái màn mà mình đã vượt qua thôi. Video 92 thôi là mình phải tạm dừng ở đây thôi. Phải nhập quà đã. Hoàn thành rồi.
Đến level 93 thôi là mày phải tàn dừng đến đây thôi. Hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng tới đây thôi. Tạm biệt mọi người.